mình về, nguyện làm một chiếc lá đa xuân về. Thân chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi muốn bàn về một vấn đề rất là riêng tư của hệ sinh thái cây nền. Chuyến đi này của tôi ở bên Pháp, nó đã tạo ra một cái tình huống rất lạ, là có một số bạn rất lo và viết cho tôi như thế, rằng không biết rồi thầy vắng mặt thì cây nền sẽ ra sao. Thế thì tôi xin nói ngay để cho xóa luôn cái niềm lo đó. Đó là tôi chỉ lo là có thầy lâu quá ở Việt Nam thì cái nền sẽ ra sao. Tại sao? Tại vậy chúng ta phải tin vào cái hệ sinh thái mới được. Cái hệ sinh thái đó, cái sức mạnh của nó không nằm ở một lãnh tụ, nó không nằm ở cái sự gọi là súm vào nhau, ôm vào nhau, chặt vào với nhau thì mới tìm được sức mạnh. Cái sức mạnh của một hệ sinh thái đó, nó không phải mặc một cái đồng phục, bởi vì con nai, con rắn hay là con thỏ cũng như con sư tử, nó không mặc đồng phục và nó rất khác biệt nhau. Và chính vì cái sự khác biệt nó tạo nên cái sức mạnh của hệ sinh thái. Và vì thế cho nên là tôi mới thấy rằng mỗi một sinh vật hay là loài người đều phải có riêng rẽ cho chính mình một cái nội lực và một cái trí tuệ mà mình phải sử dụng. Các bạn có biết không, có một điều nó cũng có làm tôi khá buồn, là cũng còn một số ít thôi của những người trong cây nền. Tôi chỉ vắng mặt, tạm gọi là vắng mặt hoặc là quay lưng đi độ vào khoảng 15 ngày là các bạn ấy lại thèm khát đi học những thợ bán cháo. Nào là khoe cho nhau rằng đăng ký mau lên, tại vì đăng ký sớm thì đăng ký 1 tặng 1. Bạn ạ, không có một người trí thức nào mà đi bán cái trí tuệ của mình, mà bán được trí tuệ 1 thì sẽ tặng một trí tuệ 1 nữa, là thành 2 trí tuệ. Nó không thế đâu các bạn ạ. Sở dĩ mà các bạn còn có cái thái độ đó là tại sao? Là tại vì các bạn còn muốn học cuộc sống này theo cái mô thức thuộc lòng. Bạn bảo rằng là nếu bạn giận thì chúng ta trả lời sao, nếu bạn vui thì chúng ta làm thế nào, vào happy birthday thì chúng ta tặng cái gì. Thế là các bạn cứ đi học thuộc lòng của những thằng bán cháo. Thế thì các bạn biết không, các thằng bán cháo hiện thời đấy thì nó vịn vào khá nhiều những cái tư tưởng của cái nền. Nào là sau một cái thời gian nói về mình hãy tìm hiểu chính mình là ai, thì có lẽ radio cái nền đã quét sạch cái phong trào đó rồi. Thế rồi khi tôi nói chuyện về nội lực thì bây giờ đã có những thằng bán cháo nói rằng là bí quyết để tìm nội lực. Nội lực chẳng có bí quyết gì, nhưng mà nội lực nó nằm ngay trong người mình, nhưng còn đi tìm bí quyết cái gì nữa. Đấy. Và trí tuệ, làm sao mà để phát huy trí tuệ? Trí tuệ nó nằm ngay trên đầu mình ý. Mình đi đâu mà phải đi học để mà làm sao mà phát huy nó. Cứ sử dụng nó thôi. Nhưng mà càng đi theo những bạn bán cháo thì chúng ta càng làm tê liệt cái trí tuệ của chúng ta, bởi vì chúng ta không suy nghĩ nữa, chúng ta muốn học thuộc lòng những cái bí quyết mà họ dạy chúng ta. Ôi các bạn ạ, các bạn vào Google, các bạn bảo rằng là đánh cái chữ mà phát triển trí tuệ thì các bạn sẽ thấy ngay rằng là nó có vào khoảng vài chục triệu những cái bài viết về cái đó. Thế thì bạn thử tưởng tượng xem, một cái người mà người ta khôn lỏi đấy, người ta chỉ cần chép bằng 2-3 cái bí quyết ở trên đó, rồi xong rồi họ bán một cái lớp dạy học rất là đắt, 20 triệu đấy, mà trong vài ngày đấy thôi. Họ bảo mà nhưng mà họ không có bảo đảm cho bạn có thêm trí tuệ đâu. Họ bảo đảm cho bạn một cái sự tê liệt trí tuệ, bởi vì bạn được học thuộc lòng. Thế rồi về nội lực cũng vậy. Bí quyết tạo nội lực, các bạn biết không, các bạn càng học bí quyết tạo nội lực thì các bạn càng thiếu nội lực. Bởi vì cái nội lực đó là cái nỗ lực ở trong chính mình để mà trước một cái bài toán rất là khó khăn, một cái sự rào cản mà phải vượt qua, thì bạn chỉ bảo rằng là tôi chỉ trông vào chính tôi để tôi vượt qua. Thế nhưng mà không, có nhiều bạn lại thích rằng thì đi học những bài học để mà làm sao vượt qua, gọi là đi đường tắt, đi mua chuộc.
Ở đây tôi xin nói với các bạn một chuyện nhé. Tôi xin kể cho các bạn một cái chuyện vào cái năm đó là có lẽ là năm 1972. Thế nên các bạn đã cho nhiều bạn chưa sanh vào lúc đó. Thế thì tôi bị, hồi đó tôi bị vướng mắc vào một cái chuyện rất nhỏ thôi. Là có một khách hàng cho một cái dự án rất là nhỏ. Đây là dự án về tư vấn thôi, thành ra nó rất là nhỏ. Thế thì có một sự đòi tiền. Tôi chẳng biết nói sao cả. Và tôi trình cho sếp tôi hồi đó, tại vì hồi đó tôi là một kỹ sư còn trẻ tuổi và mới bắt đầu sự nghiệp. Thế tôi hỏi sếp tôi thì sếp tôi chẳng có đặt vấn đề nhiều. Sếp tôi đi thẳng tới gặp khách hàng. Và sếp tôi nói thẳng luôn với cái anh bạn đó. Nhưng mà nói chuyện riêng mà chỉ có ba chúng tôi thôi. Tức là anh khách hàng, anh sếp của tôi và chính tôi. Anh sếp của tôi nói một cách rất là đơn giản thôi. Là thưa khách hàng, chúng em sẵn sàng làm bất cứ cái gì mà khách hàng đòi. Thế nhưng mà khách hàng tưởng tượng xem, một khi mà chúng em đã tặng anh một chút tiền, tức là nói một cách nôm na là một khi chúng em đã tham nhũng và mua chuộc được anh, thì cái gì nó xảy ra? Mà đây là một cái chuyện nói thẳng mới hay chứ. Là cái gì nó xảy ra là chúng em sẽ ỷ lại, bởi vì chúng em mua được anh rồi. Thì cái bài tư vấn mà chúng em phải nộp cho anh nữa, nó sẽ mất chất lượng đi. Bởi vì chúng em sẽ không dùng nội lực, không dùng trí tuệ nữa, mà chúng em ỷ vào cái việc mà đã mua chuộc được anh để mà làm cho cái công việc của mình nó dễ dàng. Thế rồi anh cũng lại quen cái thói. Lần sau đã đi quen cái đường này rồi thì bớt rủi ro hơn nếu mà cứ đi với cùng với cái bạn này. Chứ giả thử như là mình mà đi với người khác mà mình lại đòi tiền nữa thì cả thế giới nó biết là mình là thằng đòi tiền. Thế thì không, thôi thì cứ giữ nguyên một cái thằng khách hàng. Giữ nguyên cái thằng đưa ra dịch vụ để rồi tiếp tục với nọ. Thế thì anh tưởng tượng xem, thế chúng ta cứ tiếp tục với nhau như thế này mãi à, đến bao giờ? Mà rồi chúng ta cứ tiếp tục nộp cho nhau những cái án văn, những cái tư vấn tồi tệ. Thưa anh không? Anh ạ, tôi sẵn sàng với tư cách là sếp của anh Phan, và tư cách là sếp của cái công ty tư vấn này, tôi sẵn sàng nhận cái sự ghét bỏ của anh. Nhưng mà xin nói thẳng với anh rằng chúng ta không thể tiến được. Chúng ta sẽ chỉ toàn là làm những điều tồi tệ nếu mà chúng ta có cái sự giao thương qua đồng tiền thay vì là một cái công việc tri thức mà chúng ta phải làm. Thế thì tôi rất ngạc nhiên là anh bạn khách hàng phản ứng một cách có nhân phẩm. Anh bảo rằng là thưa anh, tôi nhận được cái bài học này. Tôi cũng là một khách hàng trẻ tuổi, tôi cũng là kỹ sư trẻ tuổi. Và tôi cũng đã nhận được một cái bài học. Tôi sẽ không bao giờ dám làm nữa đâu anh ạ. Và chúng tôi sẽ suy xét một cách rất kỹ càng là công ty nào sẽ là công ty được thắng cái thầu của cái dự án này. Và sau đó 15 ngày thì chính công ty của chúng tôi lại thắng thầu. Bởi vì rằng là ban giám khảo nhìn nhận rằng là cái bài vở của chúng tôi nó tốt nhất có thể, và cái giá biểu của chúng tôi đó nó rất là tráng kiện. Thế thành thử ra không có chuyện gì xảy ra cả, và chúng tôi đã kính nể nhau rất nhiều năm sau, bởi vì đã cho nhau một cái bài học mà nhìn nhận từ cái sự khẳng khái, từ cái sự phục thiện, từ cái sự cầu thị, vì từ cái lòng con người trong sáng, chúng ta đã giúp cho nhau sự trong sáng và đã nói thẳng cho nhau nghe một bài học mà có rất nhiều công ty sẽ không có đủ nội lực để nói lên. Thế thì từ cái bài học đó, tôi mới cảm nhận được một chuyện. Tôi thấy rằng mua chuộc nhau, bám víu vào nhau, líu díu vào nhau thì nó chỉ làm cho chúng ta yếu đi. Thành thử ra cái chuyện lựa chọn của chúng ta nó đơn giản lắm. Một là chúng ta phải khẳng định mỗi con người là một cái phần tử khác biệt, có cái nội lực riêng, có cái trí tuệ riêng,
và họ phải phấn đấu để mà cái trí tuệ đó nó phát triển, để mà cái nội lực đó nó củng cố, thì sẽ rất tuyệt vời. Bởi vì rằng là chúng ta sẽ tạo nên một cái xã hội rất là trù phú những con người nhiều sáng tạo và nhiều nội lực và nhiều trí tuệ. Thế nhưng mà nếu ngược lại, chúng ta líu díu vào với nhau, rồi chúng ta vịn vào nhau, thì chúng ta tưởng thế là chúng ta tìm được một cái sức mạnh khi mà ở với nhau. Nhưng mà thật sự ra ấy mà, 2 cộng 4 mà chụm vào nhau thì nó vẫn là cộng 4. Mà 3 cộng 4 chụm lại thì nó không thành hòn núi cao đâu. Nó sẽ lại 3 cộng 4. Mà một đĩa 4 vẫn là một đĩa 4. Tức là nó vẫn mềm ỉu và nó sẽ yếu ớt. Mà chính vì thế cho nên là khi mà tôi tạo những cái nhóm làm việc, gọi là làm việc nhóm đấy, thì tôi đặt điều kiện là mỗi người phải tới với cái ý tưởng riêng, mỗi người phải tới với cái sự tìm tòi riêng, nghiên cứu riêng để đóng góp vào cái chuyện chung. Mà chính vì thế cho nên cái sự khác biệt giữa mỗi cá nhân nó mới mang ý nghĩa. Bạn có khác người ta mà bạn đem tới cái sự khác biệt thì bạn mới đem tới cái giá trị mới. Mà nó có thể là một cái giá trị hay là không là giá trị, nhưng mà cái việc làm việc nhóm là để gạn lọc cái sự giá trị đó, chứ không phải là để cộng với những cộng 4 với những cộng 4 mà với nhau để rồi trở thành một cái đĩa 4. Bạn nhớ nha, cái câu mà ba cây chụm lại thành hòn núi cao đấy, thì trước nhất chúng ta phải làm cái cây đã, chứ không phải là một cộng 4. Nếu mà các bạn nói rằng là 3 cộng 4 chụm lại mà thành hòn núi cao thì chắc là mọi người cười vỡ bụng. Thế thành thử ra đừng lầm lẫn đấy các bạn ạ, là trong cái nền hoặc là ngoài cái nền là các bạn phải tập đi một mình, đứng một mình, cũng như là một thằng bé nó 1 tuổi đó, nó đang tập đi phải một mình thôi. Và có té thì chúng ta sẽ học được cái sự té, từ cái sự té. Và chính vì vậy mà chỉ một tháng sau một đứa trẻ 1 tuổi sẽ biết đi, nó sẽ tự hào là bởi vì rằng là nó đã đi được một mình. Các bạn ạ, cái sự tự hào đó là một cái sự tự hào rất chính đáng mà các bạn không nên bỏ qua. Thế thì các bạn ạ, tôi xin khuyên các bạn hãy tìm tòi nghiên cứu cho chính mình, hãy tạo ra cho chính mình cái hai bàn chân mà tự đi được. Bởi vì khi các bạn tự đi được thì các bạn mới tạo được sự tự tin, rồi từ đó các bạn mới có thể tự tại, rồi sau đó các bạn mới sống với niềm tự hào. Còn nếu mà các bạn mà vẫn còn cứ tư duy xin học thuộc lòng 10 bí quyết thì các bạn sẽ khám phá ra rằng là học xong 10 bí quyết sau khi trả 20 triệu từ những đứa mà nó cũng không thuộc những cái bí quyết đó nữa, thì các bạn sẽ cần thêm rất nhiều bí quyết nữa. Bởi vì các bạn thấy rằng là quái, càng học nhiều bí quyết thì càng thấy càng phải học, và càng học thì mình lại càng thấy rằng là mình càng yếu đi. Và những cái bí quyết đó nó chẳng bao giờ áp dụng được, bởi vì mỗi một cái tình huống mới nó đều là một tình huống mới, chứ nó không phải là một cái tình huống mà bạn đã học được và bạn có thể áp dụng được một cái bí quyết nào. Thế thành thử ra bạn sẽ mất tự tin. À, từ cái sự tự tin mà đã mất đi đó các bạn ạ, bạn sẽ dần dần đi tới sự lo sợ. Và bạn khi mà bạn bắt đầu lo sợ rồi đó, thì các bạn lại càng vịn vào những thằng bán cháo. Nó lại càng dạy cho các bạn sự cái bí quyết. Tôi đã quen những người đã học hơn 20 cái khóa bí quyết này rồi, giờ này vẫn chẳng biết gì, giờ này vẫn không đi được đứng một mình, và chuyện gì cũng hỏi thưa thầy, thầy giúp em tí, thưa thầy, thầy nghĩ sao chuyện này, thưa thầy. Mà đến nỗi mà có người, mà chính cái người đó sẽ tự nhận ra trong cái lời nói của tôi là họ có những người yêu mới, mà đến lại phải hỏi tôi là thưa thầy, thầy nghĩ sao về cái người yêu này. Thầy bảo tao làm sao tôi biết, quái, thằng nào là người yêu của mày. Đấy. Mà lo lấy thì chứ, mà nếu mà nó có phỉ báng mày hay là nó làm cho mày khó khăn ấy, thì cái đó là một cái điều rất tốt để cho mình học về cuộc sống. Bởi vì mình là sinh vật, mình sẽ còn phải học nhiều về cuộc sống, không phải là cứ tránh tất cả những cái tình huống khó khăn mà chúng ta học được cuộc sống đâu. Cái quan trọng
là mình hãy tin tưởng vào chính mình, tin tưởng vào cái nội lực, tin tưởng vào cái trí tuệ mà vũ trụ đã cho chúng ta, cha mẹ đã cho chúng ta, để mà chúng ta cáng đáng lấy một mình. Và chỉ khi nào chúng ta cáng đáng với một mình thì chúng ta mới xứng đáng là một sinh vật trong vũ trụ. Giản dị có thế thôi bạn ạ. À, đừng đi mua cháo nữa nhé. Đừng đi trả 20 triệu cho mỗi bát cháo nhé. Các bạn ạ, à, stop nhé. Tin tưởng vào chính mình đi. Đừng đi học cái gì mà vũ trụ đã cho sẵn bạn ở trong người, mà sẽ cho bạn những cái thử thách để mà mỗi ngày những cái cá tính của bạn sẽ được trau dồi, sẽ được cứng cáp hơn và sẽ giúp cho bạn sống một cách chủ động. Chủ động để phát triển thêm nội lực, để phát triển thêm trí tuệ. Xin chào tất cả các bạn. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây.